Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Ba quan chức Mỹ cho biết Israel đã quyết định cho nổ tung các máy nhắn tin mà thành viên Hezbollah sử dụng ở Liban và Syria sớm hơn kế hoạch vì lo ngại hoạt động bí mật của họ có thể bị nhóm này phát hiện. Trang Axios dẫn lời một quan chức Mỹ nói về lý do Israel tiết lộ cho Washington thời điểm thực hiện cuộc tấn công nhằm vào Hezbollah ngày 17 tháng 9. Đó là khoảnh khắc sử dụng hoặc để mất nó. Mặc dù cuộc tấn công có phối hợp trên diện rộng nhằm vào Hezbollah được cho là do cơ quan tình báo Mossad của Israel thực hiện, nhưng nước này vẫn chưa có bình luận nào. Ít nhất 9 người thiệt mạng và hơn 2.800 người bị thương khi các máy nhắn tin của Hezbollah phát nổ khắp Liban. Hezbollah cho hay nhiều thành viên thuộc các đơn vị quân sự của nhóm nằm trong số người thương vong. Một cựu quan chức Israel nắm được thông tin về chiến dịch cho biết, tình báo Israel định sử dụng máy nhắn tin cài thuốc nổ như một đòn mở màn trong cuộc xung đột toàn diện với nhóm vũ trang ở Liban này. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, giới lãnh đạo Israel lo ngại các thiết bị đó có thể bị phát hiện. Do đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các bộ trưởng hàng đầu trong chính phủ Israel, người đứng đầu lực lượng phòng vệ và cơ quan tình báo đã quyết định sử dụng hệ thống đó sớm hơn thay vì chịu rủi ro các thiết bị sẽ bị Hezbollah phát hiện. Theo báo Al-Monitor, hai thành viên của Hezbollah gần đây đã nêu lo ngại về máy nhắn tin. Khi cố vấn hàng đầu của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Amos Hochstein, tới Israel vào ngày 16 tháng 9, Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng cùng nhiều quan chức cao cấp khác của Israel đã thảo luận nhiều giờ về khả năng kế hoạch này có thể bị phát hiện. Một quan chức Mỹ tiết lộ, khi giới chức Israel gặp ông Hochstein, họ không tiết lộ một dấu hiệu nào về những gì đang diễn ra. Tuy nhiên, vào chiều ngày 17 tháng 9, khoảng 7 phút trước khi các máy nhắn tin phát nổ trên khắp Liban, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Gallant đã gọi điện cho người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin và thông báo về việc sẽ sớm mở một chiến dịch ở Liban, song từ chối tiết lộ chi tiết. Đại sứ Iran tại Liban, Mojtaba Amani, cũng nằm trong số những người bị thương. Thủ tướng Liban và Hezbollah đã đổ lỗi cho Israel về vụ việc trên và Hezbollah thề sẽ trả thù. Iran, quốc gia hậu thuẫn Hezbollah, cũng lên án vụ tấn công và đề cập tới khủng bố Israel. Mỹ hiện kêu gọi Iran kiềm chế đáp trả. Hãng tin CNN đưa tin, vụ nổ máy nhắn tin của các thành viên Hezbollah là kết quả của một chiến dịch phối hợp giữa quân đội và cơ quan tình báo Mossad của Israel. Vụ việc xảy ra vài giờ sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel đang mở rộng mục tiêu của mình trong cuộc xung đột hiện tại, bao gồm cả việc đưa hàng nghìn công dân trở về nhà gần biên giới với Liban. Những người phải sơ tán vì các cuộc tấn công tên lửa liên tục. Nỗi lo về một cuộc chiến toàn diện giữa Israel và Hezbollah, lực lượng kiểm soát miền Nam Liban, đã gia tăng sau khi Israel cảnh báo Mỹ hồi đầu tuần này rằng cơ hội giải quyết xung đột bằng ngoại giao ở biên giới phía Bắc của nước này đang mở dần. Hiện chưa rõ liệu vụ tấn công máy nhắn tin mà Hezbollah cho rằng Israel hoàn toàn chịu trách nhiệm có được thiết kế để làm suy yếu nhóm vũ trang này trước một cuộc tấn công có thể xảy ra hay chỉ đơn giản là một màn phô trương sức mạnh của ông Netanyahu trong bối cảnh nhà lãnh đạo này đang gặp khó khăn để xoa dịu những người theo chủ nghĩa diều hâu trong nước. Cơ quan tình báo Mossad của Israel đã cài đặt một lượng nhỏ chất nổ vào 5.000 máy nhắn tin được sản xuất tại Đài Loan mà nhóm Hezbollah ở Liban đặt hàng. Trước đó, vụ nổ hôm 17 tháng 8, theo thông tin từ một nguồn an ninh cấp cao của Liban và một nguồn khác cho Reuters, thông tin này làm sáng tỏ một sự cố an ninh chưa từng có của Hezbollah khi hàng nghìn máy nhắn tin phát nổ trên toàn Liban, khiến 9 người thiệt mạng và gần như 3.000 người khác bị thương, bao gồm cả chiến binh của nhóm và đại sứ Iran tại Beirut. Hezbollah được Iran hỗ trợ đã tuyên bố sẽ trả thù Israel, quốc gia mà quân đội từ chối bình luận về vụ nổ. Âm mưu này dường như đã được chuẩn bị trong nhiều tháng. Theo nguồn tin cho Reuters, một nguồn an ninh cấp cao của Liban cho biết nhóm đã đặt hàng 5.000 máy nhắn tin từ Gold Apollo, một công ty có trụ sở tại Đài Loan, mà một số nguồn tin nói rằng đã được đưa vào đất nước vào mùa xuân. Nguồn an ninh cấp cao của Liban đã xác định được một bức ảnh của mẫu máy nhắn tin AP924, giống như những máy nhắn tin khác, có khả năng nhận và hiển thị tin nhắn qua văn bản, qua sóng không dây nhưng không thể thực hiện cuộc gọi điện thoại. Các chiến binh Hezbollah đã sử dụng máy nhắn tin như một phương tiện liên lạc công nghệ thấp để cố gắng tránh bị Israel theo dõi vị trí. Hai nguồn quen thuộc với hoạt động của nhóm cho biết với Reuters trong năm nay. Tuy nhiên, nguồn an ninh cấp cao cho biết các thiết bị đã bị dịch vụ tình báo của Israel sửa đổi tại cấp sản xuất. Mossad đã gắn một mạch vào bên trong thiết bị trên đó có chất nổ nhận mật mã. Rất khó có thể phát hiện điều này bằng bất kỳ phương tiện nào, ngay cả với bất kỳ thiết bị hay máy quét nào, một nguồn tin cho hay. Nguồn tin cũng cho biết 3.000 máy nhắn tin đã phát nổ khi một tin nhắn mã hóa được gửi đến,
kích hoạt đồng thời tất cả các chất nổ. Một nguồn an ninh khác nói với Reuters rằng lên tới 3 gram chất nổ đã được giấu trong các máy nhắn tin mới đã không bị Hezbollah phát hiện trong nhiều tháng. Cũng giống như Reuters, một số người cho rằng Israel có thể đã xâm nhập vào chuỗi cung ứng máy nhắn tin của Hezbollah. The New York Times đã đưa tin rằng Israel cất giấu chất nổ trong một lô máy nhắn tin trước khi chúng được nhập khẩu vào Liban, theo các thông tin từ quan chức Mỹ và các quan chức khác được thông báo về hoạt động này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller đã khẳng định Mỹ không liên quan đến sự việc và không biết trước sự việc. Ông cũng thúc giục Iran không tiến hành hành động trả thù để tránh làm căng thẳng thêm tình hình. Bộ Tổng tham mưu Israel đã họp để đánh giá về tình hình sau vụ việc. Một số hãng hàng không châu Âu như Air France, Lufthansa đã tuyên bố dừng bay đến Tel Aviv, Beirut, Tehran hoặc tránh qua không phận Israel, Iran và bao gồm ngày 19 tháng 9 vì lý do an ninh. Các lực lượng tình báo Israel trước đây đã từng gài chất nổ vào điện thoại cá nhân để nhắm mục tiêu kẻ thù. Theo cuốn sách năm 2018, Rise and Kill First, các hacker cũng đã chứng minh khả năng tiêm mã độc vào các thiết bị cá nhân, khiến cho chúng phát nhiệt và phát nổ trong một số trường hợp. Thưa quý vị, liên quan đến vụ nổ máy nhắn tin của Hezbollah làm hàng nghìn người thương vong, theo BBC và Telegraph của Vương quốc Anh, video ghi từ hiện trường cho thấy các thành viên Hezbollah bị thương trên người và ở mặt khi các máy nhắn tin mà họ dùng để liên lạc phát nổ. Các máy nhắn tin dường như bị gài bẫy hàng loạt. Khoảng 200 người đang trong tình trạng nguy kịch và Hezbollah mô tả đó là vụ xâm phạm an ninh lớn nhất đối với họ kể từ khi xung đột nổ ra ở dải Gaza giữa Israel và Hamas, đồng minh của Hezbollah. Hezbollah, Iran và Liban đổ lỗi cho Israel vụ nổ máy nhắn tin của Hezbollah. Đại sứ Iran tại Liban, Mojtaba Amani, cũng nằm trong số những người bị thương. Thủ tướng Liban và Hezbollah đã đổ lỗi cho Israel về vụ việc trên và Hezbollah thề sẽ trả thù. Iran, quốc gia hậu thuẫn Hezbollah, cũng lên án vụ tấn công và đề cập tới tấn công Israel. Mỹ hiện kêu gọi Iran kiềm chế đáp trả. Hãng CNN của Mỹ đưa tin, vụ nổ máy nhắn tin của các thành viên Hezbollah là kết quả của một chiến dịch phối hợp giữa quân đội và cơ quan tình báo Mossad của Israel. Vụ việc xảy ra vài giờ sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel đang mở rộng mục tiêu của mình trong cuộc xung đột hiện tại, bao gồm cả việc đưa hàng nghìn công dân trở về nhà gần biên giới với Liban, những người phải đi sơ tán vì các cuộc tấn công tên lửa liên tục. Nỗi lo về một cuộc giao tranh toàn diện giữa Israel và Hezbollah, lực lượng kiểm soát miền Nam Liban đã gia tăng sau khi Israel cảnh báo Mỹ hồi đầu tuần này rằng cơ hội giải quyết xung đột bằng ngoại giao ở biên giới phía Bắc của nước này đang mờ dần. Hiện chưa rõ liệu vụ tấn công máy nhắn tin mà Hezbollah cho rằng Israel hoàn toàn chịu trách nhiệm có được thiết kế để làm suy yếu nhóm vũ trang này trước một cuộc tấn công có thể xảy ra hay chỉ đơn giản là một màn phô trương sức mạnh của ông Netanyahu trong bối cảnh nhà lãnh đạo này đang gặp khó khăn để xoa dịu những người theo chủ nghĩa diều hâu trong nước. Chất nổ giấu trong máy nhắn tin của Hezbollah. Các máy nhắn tin phát nổ được lấy từ một lô hàng mới mà Hezbollah đã nhận trong vài ngày qua. Một quan chức Hezbollah cho biết hàng trăm chiến binh có các thiết bị này. Cuộc tấn công có phối hợp diễn ra lúc 15:30 giờ địa phương ngày 17 tháng 9 và theo các báo cáo, máy nhắn tin đã kêu bíp trong vài giây trước khi phát nổ. Tờ The New York Times dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay các thiết bị liên lạc đã nhận được một tin nhắn có vẻ như đến từ ban lãnh đạo Hezbollah và rằng vật liệu nổ được giấu trong máy nhắn tin do Đài Loan, Trung Quốc sản xuất và được chuyển đến Liban. Theo một số nguồn tin của Liban, khoảng 3 gram vật liệu nổ được giấu trong mỗi máy nhắn tin, cùng với pin và một công tắc có thể kích nổ từ xa. 3.000 máy nhắn tin đã phát nổ khi một tin nhắn được gửi tới. Hezbollah đã đặt mua khoảng 3.000 máy nhắn tin AP-924 từ công ty Go Apollo ở Đài Loan, Trung Quốc và nhiều máy trong số đó đã bị can thiệp trước khi Hezbollah nhận được chúng. Hezbollah đã chỉ thị cho các thành viên tránh xa điện thoại di động sau khi xung đột Gaza bắt đầu và thay vào đó là dựa vào máy nhắn tin để ngăn Israel chặn liên lạc. Ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tối ngày 17 tháng 9 đã xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng chỉ sau 2 ngày vụ ám sát hụt. CNN đưa tin, ông Trump vào tối 17 tháng 9 theo giờ địa phương đã có mặt tại một sự kiện vận động tranh cử được tổ chức ở thành phố Flint thuộc bang Michigan trong tiếng vỗ tay của hàng nghìn người ủng hộ.
dọc lối vào nơi diễn ra sự kiện, ban tổ chức đã cho lắp đặt các hàng rào thép cũng như điều động nhân viên an ninh. Trong bài phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ, ông Trump đã nhắc tới các cuộc điện đàm của bản thân với Tổng thống Mỹ Joe Biden và ứng cử viên Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris ở thời điểm sau khi vụ ám sát hồ xảy ra, đồng thời nói rằng cả ông Biden và bà Harris rất tốt với ông. Tổng thống Biden hôm 16 tháng 9 đã gọi điện cho tôi. Đó là một cuộc điện đàm tốt đẹp. Tôi cảm kích khi ông Biden gọi điện để nói về những gì đã xảy ra trong vụ ám sát hụt. Trước đó tôi cũng nhận được cuộc gọi tốt lành từ bà Harris, ông Trump phát biểu. Cựu Tổng thống Mỹ sau đó đã ca ngợi những gì mà cơ quan mật vụ Mỹ đã cố làm khi ngăn chặn vụ ám sát. Ông nói, cơ quan mật vụ Mỹ đã làm rất tốt khi ngăn chặn vụ ám sát ở bang Florida. Tôi dành lời khen ngợi cho các nhân viên mật vụ đã phát hiện và ngăn chặn nghi phạm thực hiện hành động ám sát. Trước đó, một nỗ lực ám sát nhắm vào cựu Tổng thống Trump đã xảy ra trên sân golf ở West Palm Beach, cách không xa khu dinh thự Mar-a-Lago, vào lúc 14 giờ chiều ngày 15 tháng 9 theo giờ địa phương. Nghi phạm thực hiện vụ ám sát tên là Ryan Roach, 58 tuổi, từng là người ủng hộ ông Trump trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Ông Trump trong bài đăng phát biểu trên web gây quỹ tối ngày 15 tháng 9, khẳng định vẫn an toàn và tuyên bố quyết tâm của bản thân phải mạnh mẽ hơn sau vụ ám sát. Ông nói rằng, mọi người đừng sợ hãi, tôi vẫn khỏe mạnh và an toàn. Quyết tâm của tôi chỉ càng mạnh mẽ hơn sau mỗi nỗ lực ám sát. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc và tôi sẽ không bao giờ đầu hàng. Tôi luôn yêu quý mọi người vì đã ủng hộ tôi. Thông qua sự đoàn kết, chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Ở một diễn biến có liên quan, theo New York Post cho biết, đối tượng thực hiện vụ ám sát ông Trump lần này là Ryan Roach, 58 tuổi, từng là một công dân xây dựng thành phố Greensboro thuộc bang Bắc Carolina. Được biết, Ryan Roach đã từng ủng hộ ông Trump trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Tuy nhiên, người đàn ông này đã vỡ mộng khi ông Trump trở thành ông chủ Nhà Trắng. Khi ông ấy là sự lựa chọn của tôi vào năm 2016, tôi và thế giới hy vọng Tổng thống Trump sẽ khác biệt và tốt hơn ứng cử viên còn lại. Nhưng tất cả chúng tôi đều rất thất vọng và có vẻ như ông Trump đang trở nên tồi tệ. New York Post đã trích bài viết của Ryan Roach trên mạng xã hội X ngày 11 tháng 6 năm 2020. Hồ sơ tòa án Mỹ cho thấy Ryan Wesley Roach, 58 tuổi, nghi phạm ám sát cựu Tổng thống Donald Trump thường xuyên vi phạm luật giao thông, không nộp thuế đúng hạn và viết séc không có tiền. Năm 2002, người này đã mất quyền sở hữu súng khi nhận tội ở Bắc Carolina vì sở hữu một khẩu súng tự động hoàn toàn chưa đăng ký. Ryan Roach đã bỏ trốn khỏi một trạm dừng xe của cảnh sát gần nhà ở Greensboro và cố thủ bên trong công ty chuyên lập mái của mình nhiều giờ trước khi bị cảnh sát bắt giữ. 8 năm sau, Roach lại bị buộc tội tàng trữ hàng hóa bị đánh cắp gồm một đèn khò, một xe kéo và dây điện. Theo văn phòng luật sư quận, là chủ sở hữu của một số công ty lập mái, người đàn ông này đã nhiều lần bị khởi kiện bởi không thanh toán hóa đơn. FBI cho biết đã nhận được một thông tin vào năm 2019 rằng Wesley Roach là một tên tội phạm sở hữu một khẩu súng bị luật liên bang cấm. FBI đã chuyển thông tin này cho chính quyền địa phương ở Hawaii, nơi Roach chuyển đến vào năm 2018 sau nhiều thập kỷ ở Bắc Carolina. Wesley Roach đã nhận tội sở hữu một khẩu súng hoàn toàn tự động chưa đăng ký, được định nghĩa trong luật pháp Bắc Carolina là vũ khí hủy diệt hàng loạt và là trọng tội có thể bị phạt tới 59 tháng tù. Theo văn phòng luật sư quận và văn phòng thư ký của tòa án cấp cao quận Guilford, Roach đã bị kết án quản chế. Trong cuốn sách tự xuất bản vào năm 2023, Roach ám chỉ đã bỏ phiếu cho ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2016, nhưng sau đó người này biết rằng việc ủng hộ ông Trump là một sai lầm khủng khiếp. Âm mưu ám sát cựu tổng thống Donald Trump được cho là kế hoạch kỳ quặc của Roach nhằm giúp Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Năm 2023, Roach nói với tờ Times rằng bản thân đã đến Ukraine, ở đó vài tháng vào năm 2022 và đang cố gắng tuyển mộ những người lính Afghanistan chạy trốn khỏi Taliban để chiến đấu ở Ukraine. Wesley Roach đã bị chặn khỏi một nhóm trò chuyện về Ukraine trên nền tảng Signal vào năm ngoái và bị đưa vào danh sách đen sau khi tỏ ra ảo tưởng với những lời hứa sẽ đưa những người tình nguyện nước ngoài đến quốc gia này. Theo thông tin từ truyền thông Mỹ, Ryan Wesley Roach bị truy tố cấp liên bang với hai tội danh về sở hữu súng. Các cáo buộc đã được đưa ra tại tòa án liên bang ở West Palm Beach, bang Florida vào ngày 16 tháng 9. Dự kiến nhiều cáo buộc khác sẽ được đưa ra trong những phiên tòa tiếp theo. Liên quan đến Ryan Wesley Roach,
Điện Kremlin nói rằng, mối liên hệ giữa nghi phạm nổ súng nhằm vào cựu Tổng thống Donald Trump với Ukraine cho thấy sẽ có hậu quả nếu đùa với lửa. Phát biểu này ám chỉ việc Mỹ ủng hộ Ukraine chống lại Nga. Washington đã gửi hàng chục tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Kiev nhằm giúp các lực lượng Ukraine đánh bại Nga. Khi được hỏi về hành động mà FBI gọi là nỗ lực ám sát ông Trump, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu, chúng tôi không phải là người nên suy nghĩ, mà là các cơ quan tình báo Mỹ. Trong mọi trường hợp, đùa với lửa sẽ có hậu quả. Khi được hỏi liệu nỗ lực ám sát có thể gây bất ổn cho Mỹ hay không, ông Peskov nói rằng đó không phải là việc của nước Nga, dù Nga đang theo dõi tình hình. Ông Peskov nói, chúng tôi thấy tình hình ở đó căng thẳng như thế nào, bao gồm cả giữa các đối thủ chính trị, cuộc đấu tranh chính trị đang gia tăng và nhiều phương pháp khác nhau đang được sử dụng. CNN, Fox News và New York Times tìm ra nghi phạm là Ryan Squarely Rose, 58 tuổi, sống ở Hawaii, là người ủng hộ Ukraine nhiệt thành trong cuộc xung đột với Nga. New York Times từng phỏng vấn Rose vào năm 2023 khi viết về những người Mỹ tình nguyện hỗ trợ Ukraine. Wesley Rose nói với tờ báo này rằng, ông ta đã đến Ukraine vào năm 2022 và ở đó vài tháng, nỗ lực tuyển dụng những người lính Afghanistan chạy trốn khỏi Taliban để chiến đấu ở Ukraine. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!